Ok, chỗ này chuyên môn là bán seafood không nè. Em gọi thằng con cho em. Nói anh mình đậu với dạ cầu á. À, chỗ này là bán seafood không nha. Trời ơi, ai cũng mua bọc bọc về hết trơn hả? Seafood là phải thúi vậy. Này bán tôm cua nè, cục ghẹ kìa, đủ loại size chân. Có đây nè, coi như chín đồng phao đó, để đây. Này cá Simon. Có cá hồng, cá hồng nữa kìa, cá đỏ kìa. 14 đồng. Trời ơi, tôm kìa anh. Flounder 10 đồng kìa. Rồi cái tuna màu đỏ kìa, thấy không? Seafood đủ hết trơn luôn, nó có clam, cá đù, cá quá trời cá luôn rồi. Ở đây là bánh tàu. Ở đây là bánh tàu, phải để da đi câu nè. Đây cũng vậy, nó có bán hết rồi, chắc bây giờ chắc là lễ con ơi. Mẹ ăn crab lấy không? Cá phê á, 26 đồng thau lận đó. Trời ơi, bốc kê mà cũng đi ăn 2 dĩa là được 2 bơ bơ, lấy vốn rồi đó. 49 đồng rồi, con ăn thoải mái luôn á. Chứ cái này con thấy không? Thấy không Tân?
You see that? 25.95. Cái đó là con crawfish em. No no crawfish. Crawfish kìa. Để qua đây coi cái giá nó có để bên đây nè. Ơi, bây giờ á nó mua ghẹ bên đây rồi. Rồi xong xôi á nó chỉ qua bên đây đặng nó luộc cho mình. Vô đây đứng cho mát nè. Vô đây cho mát. Muốn mua cá béo mình cho làm cuối thấy một. À. Thôi đi em ơi. Cá béo bữa nào đi chợ đại hàng cũng có thiếu gì. Đó, giờ sắp hàng nè, sắp hàng đang sửa soạn cho nó luộc nè. Here's the lake. Say hi. Vô trong này nó mát nè. Come here. Come inside. Bởi vì con Lina nó hằng nãy lì nó mới kêu 20 lần nó mới chịu. Đốt mấy chục sen. Búi qua hai ở đây, cứ bùng